Xin chào tất cả quý bạn, quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe, tổng món bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Wigo bản G, bản số tự động. Khi mà sang giữa tháng 6 này, chiếc xe Toyota Wigo bản G này đang có chương trình khuyến mại như nào, tổng món bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho nhóm cách chiếc cụ thể ạ. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em chuyên về giá xe. Tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À? Ok, xin phép đi vào chi tiết ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miết của chiếc xe này đang là 405 triệu. Sang uh, giữa tháng 6 này thì là chúng em đang bán với giá đang là 392 triệu ạ. À. Tức là đang giảm giá cho anh em là 13 triệu tiền mặt ạ. À. Vậy thì chiếc xe Total Vigo bản G số tự động này Năn bánh ở Hà nội đang là 463 triệu rồi ạ Còn ở tỉnh thì 436 triệu Tỉnh áp thương trăm thì 444 triệu Và ở thành phố Minh thì là 455 triệu ạ Có một giờ tốt hơn Hay khuyến mại nào Tặng phụ kiện là sao Chi bánh nào Thì anh em có quyết định cho em Hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhé còn nếu chơi góp anh em chỉ bỏ ra bây giờ đang là 150 triệu ạ. Tỉnh thì 122 triệu. Tỉnh áp thương trăm thì 130 triệu. Và ở Thành Minh thì 141 triệu ạ. Ở. ở dưới phần mô tả em có một đường link. Đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em có gửi về giá xe. Tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp. Lát số ngày nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại loại sau quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để mọi thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Các chi phí mình tính cho cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí cho đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Ok, vậy sau này nó giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng hấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Wigo bản G, bản số tự động. Rất là chi tiết rồi. Vậy giờ này xin phép em sẽ dừng giao đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh nhé Để sẽ cập nhật về giá xe tổng dòng xe của Toyota Cũng như các xe khác nhau Như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW Hay rất nhiều xe trên trường Việt Nam Để chúng tôi, tôi chọn tài chính của mình tốt nhất Ok xin phép em sẽ dừng ra đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem này cả ạ